Chào mọi người. Đúng rồi, với quay lại với chương trình gà mổ thóc. Bây giờ cái dự án này tôi sẽ chỉ các bạn setup 5 cái project để chỉ cho các bạn làm sao các bạn developer. Trong gần 2 năm tôi học và code như đi làm, tích lũy thêm kinh nghiệm code. Nói chung là cắt code của tôi như là một cái đống lộn xộn nữa, đến bây giờ cũng chưa tổng hợp lại được thành là một cái chuẩn cho mình, tức là ngôn ngữ nào mình cái kiểu cắt đó. Thì thằng này hôm nay mình sẽ setup 6 cái dự án, bao gồm là backend, frontend, Blender, Revit và SketchUp. Hôm nay tôi sẽ chỉ một cách từng bài một setup cái server của Node.js. Có setup cái server của Python. Node.js thì mọi người Node.js, Python. Tôi chọn hai thằng này được. Nó có thể đọc được file ASCII và dùng cái thư viện đọc được file ASCII. Bên này thì mình dùng thư viện là web ASCII. Dùng thư viện là IFC OpenShell. Ngoài ra là mình còn có thêm cái 2.1 là mình dùng ASP.NET. Net thì mình sử dụng cái thư viện là IPBIM External. Không biết tên là gì. IPBIM. Nếu bạn muốn up cái này để nó đọc ASP.NET, mình chọn hai cái cách này, nó đơn giản. AP.NET. Okay. Đầu tiên tặng được rồi này. Rồi. Sau thì lên rồi lại cái này kìa. Bình thường mà nó không liên quan tới web. Cuối cùng thì tôi cái web sau bên ít thì mình cả là giờ thì trên thế giới người ta dùng nhiều cái hồ này. Server này còn cái biết mình bỏ file not module một cái là not module mình đẹp. Chắn các bạn phải cài Node.js bản 18.15 lên và cài thứ hai luôn. Đợi cầu là Node.js 18.15.0. Thứ hai là phải cài Docker. Docker và Docker không để nó lên production, hoặc là các bạn build Docker nó nhanh hơn mất công bạn cả. Nhưng mà tôi sẽ về database mình sử dụng thì mình dùng MongoDB và Redis. Thì hai cái này bạn phải cài trong môi trường Linux
và bạn này có YouTube, cài YouTube như thế nào thì vô đây. Ờ mở lên thì bạn gõ YouTube, nó hơi lâu xíu mà các bạn gõ YouTube, cài YouTube bản 20.04. cái này nó chỉ là dưới local của bạn thôi, khi mà để cho cái thằng VPN nó chịu, nhưng mà bạn cài cái này để mình bảo bạn gõ như này nó ra và bạn gõ chính xác các bạn cài cài rồi hướng dẫn cài cái thằng đó làm sao thì install Windows Windows 10 và cả tục install Git đó các bạn install Mongo MongoDB service, tức là nó phải có cái Linux bạn mới cài được. Thế là bạn install nhiều hơn đồ Docker Ubuntu và Docker. Còn không tôi không đến mọi người cài, có thể là chạy được Sơn Tru rồi. Ok Udo. Để bây giờ kiểm tra rằng là cái nốt của bạn nó càng bao nhiêu thì nốt to lên xuống nó cái máy của bạn cài nốt bao nhiêu đó phiên bản của tôi hả à, cài chắc chắn rồi bạn à, kiểm tra là cái phiên bản của bạn là nhiều. Ok tôi phiên bản tôi đang chạy là 3.10. các bạn có thể chuyển qua Python 3.10 bằng cách là F1 và bạn chỉ là separator, tức là bạn chọn à, tức là bạn tôi đưa cái tôi đang chạy trong môi trường này nó không có thể chuyển đó, nó hơi lâu rồi. Coi cái Docker của mình là phiên bản bao nhiêu à, phiên bản 20 và cái Docker Compose của mình là phiên bản bao nhiêu. À, phiên bản 2.5 tức là mình coi hết được tất cả phiên bản cài và mình có thể kiểm tra .NET và mình kiểm tra mình coi .NET được mình là bao nhiêu. Tôi giờ đang cài 7, nó lên mà 7.03 nó hơi có nhiều thư viện, nó hơi mới mẻ đấy, nên là mình cài nhiều phiên bản Ruby à. Ruby tôi cài là 3.2, nó là bạn cài cái mới cũng được à, à. Đây là phiên bản của mình rồi, rồi. Theo là giờ mình tạo dự án thì thường ở trong cái Node.js thì khởi tạo dự án nó đơn giản. Đầu tiên là các bạn gõ là npm init à, cái thông số trừ y, nếu mà trừ y thì cái yêu cầu là cứ gõ là cái mặc định hết, còn nếu mà không để trừ y thì mình thao tác từng cái, nhưng mà để thao tác từng hơi lâu. Đây là cái mắc kịch nem này. Version là không. Definition đó là beam developer. À, mình miêu tả how to become. Beam developer.
entry point, đó là cái file nào mà bạn chạy. Tôi chạy là cái file server cái gì á, chạy cái file server đó, tí tôi tạo test command thì mình test command thì mình khỏi để command, để git repo khỏi để keyword khỏi luôn. Arthur thì tên của các bạn, thì tên tôi license thì mình không cần để. Rồi ok, rồi nó có tạo ra vậy, mình chọn là lập. Ok, lập nó sẽ tạo cho mình một phần đó là file bucket json, nhưng mà tại vậy thì nó chưa chạy được đâu. Tạo một cái rồi mình phải cài những cái thư viện nào. Đầu tiên là mình express, là nó dùng express là nhiều. Bút cài thư viện mình cứ ấn npm in, nếu mà có thêm thông số trừ đi thì nó cài vào dependency, tức là nó chỉ hoạt động trong môi trường development thôi, còn production thì nó không. Thì mình không cài, mình cài vô hết nó nhẹ. Rồi tiến nguồn lên trên cái Docker thì mình sẽ cấu hình nó sau. npm i install. Rồi nhưng mà những thư viện đạo, đầu tiên là mình phải có cái thư viện .env. Tức là thư viện này nó tạo ra mình giấu được mấy cái secret key của nó. Thứ hai là một cái framework khá phổ biến, đó là Express. Nếu mà muốn bạn để không như vậy thì nó cài vào phiên bản latest. Nếu mà bạn muốn biết cái phiên bản nào, bạn cài. Tiếp theo nó là cái Express, nhưng mà cũng không cần, tại vì cái này cũng không cần, nhưng mà tôi sẽ nói bạn ray limit. Thế là cái thằng này nó có tác dụng là nó kết cho các bạn khỏi được trong đây mình kết IO gọi giữa các server của mình đó. Rồi tiếp theo nó là bạn phải có một cái lời một file chọn là Google API, cái một cái cloud của bạn, cloud storage, bạn chọn cái gì cũng được, nhưng mà tôi chọn là Google API để mình lưu trữ cái cloud. Tiếp theo nữa là hiện để mình bắt cái lỗi mà nó bị error. Với database mình sử dụng Mongoose. Mongoose không phải là MongoDB mà là Mongoose trên node. Mongoose tức là cái con cày lọn. Tiếp theo là mình sử dụng cái thư viện mà để nó lắp ra. Cái thư viện này nó chỉ là lắp cho cái dòng comment này nè. Nó cũng có cái thư viện production. Nếu như mà trên production mà bạn đau quá mà bạn không có xóa nó đi, nó đầy như trên cái VBS của tôi tuần này nên tôi xóa thì... Rồi tiếp theo một cái file mà mình từng sử dụng để mình upload cái file nó lên là cái thư viện, nó là tên là motor đó. Rồi thêm một cái thư viện nữa là, nhưng mà mỗi khi mình cứ cần tôi add lại đó, muốn sao lưu mà không có để con server mình phải tắt đi rồi mở lại để cập nhật cái code thì là not mình. Rồi bây giờ mình chơi tới Redis. Redis để làm gì? Redis là dùng để get cái lỗi mỗi phần client mà nó request, ví dụ bạn cứ gửi cái request lên, gọi tới nhiều request nhưng mà nó cũng cùng cái địa chỉ, rồi server nó lại phản hồi nhiều nên nó chỉ bốc trong cái get nó ra, nó trả về cho bạn liền thôi. Tức là lần đầu tiên bạn gọi lên thì nó không tìm thấy, tôi vào, nhưng mà lần thứ hai thì nó sẽ không cần phải đi vào database để nó truy vấn, nó lấy trong cái gì, cái tốc độ của nó, nếu nó có nhiều cách lưu trữ RAM
trên SSD luôn chứ, HDD, trên RAM của nó. Thường của nó là 1 MB, nó lưu trữ 1 MB thì nó tương đương với lại khoảng 0.25 milisecond. Việc thì đi theo và ở truy vấn rất là nhanh, bạn có 100 MB thì bạn nghĩ rồi, nó chỉ có chưa tới 0,1 giây, nên là rất là ngon. Tiếp là socket IO. À, socket IO là nó real time, tại vì mình muốn và cả các app của mình nó real time với nhau. Socket chấm IO, đây là cái thư viện khá phổ biến. À, thư viện này được, tại vì nó đông, nó dùng nhiều nên mọi người cộng đồng nó đông. Và tiếp theo là mình thư viện web IC, mình lấy phiên bản mới nhất là mình để mới nhất vào. Tiếp theo là mình dùng Google Grid, cái là Node.js nó là ngôn ngữ lập trình đồng bộ, bất đồng bộ hay gì đó, nhưng mà nó chỉ chạy trên một luồng duy nhất, nó không có chạy trên nhiều luồng, nên mình cài một cái thư viện đầu quốc Grid, tức là tự nhiều luồng mình không cần mình chạy toàn bộ, cần như vậy thôi. Nó hơi bị lâu tùy theo cái phiên bản nào đá nhau, không phải báo lỗi mà đã báo mình, nó báo là có một phiên bản nó cao hơn rồi, nó thấp hơn. Hơi lâu, tại vì nghĩ ra là tôi cài từ từ, nhưng mà cài một phát một nó hơi lâu, và tức là không có phiên bản lập tức là cài vô đúng rồi. Rồi nó cài, nó không báo cái phiên, nó đã bị xung đột rồi. Là xong. Bây giờ mình setup để mình chạy cái dòng comment này, thì mình bấm vào comment này làm sao mà để chạy, thì mình có gọi cho mình đi, cần một cái star đó, mình kêu là bây giờ mình set cái môi trường của mình đó, thì mặc định của Node.js là cái biến Node env này đó, nó sẽ là có mặc định của thằng Node.js rồi. Thì ví là mình đó, và khi là mình đang run trong ấy thì và mình nói là node mình đó, mình chạy cái server chấm gì ấy, trong server node mình không cần phải build chạy này đó. Đang server rồi, mình tôi để xuống nhá, rồi mình có biết ignore thì nó và trên đây git ignore để ignore thêm một cái file .env nữa, tức là biến môi trường này nó thì bạn set cái Docker này trên production mình ở trong cái folder tạo ra file chấm .env là biến là file là cái .env là từ hôm nay chọn cái gì? Biến môi trường gì được, thì đầu tiên là có cái server nó mở cái cổng nó ra, thì tôi thường hay chọn là cổng 3000. À, từ đâu bạn lấy cái phần tổng này. Rồi yêu cầu lúc bạn chạy cái file server bị dịch tôi trong cái server nó file là server.js, mình chạy cái file server này. Được rồi, bây giờ tôi in một cái dòng console nó cho hello world. Đó, in dòng console hello world. Bây giờ đúng không? Thì bắt cái JSON mình thêm mình chạy cái file. Rồi, tôi sẽ chạy. Thì để chạy một cái dự án thì mình
Có hai cách bạn gõ npm run star à, hoặc là star thôi à, star à. Nhưng mà mình thêm một cái nữa báo hiệu cho nó là đang là dev, đang là dev, mình báo hiệu cho nó kêu là tôi đang dev. Thêm một cái nữa là build đó. Build nhưng mà thường thì tôi không dùng build để cho chạy. Đợi build thì tí nữa mình sẽ kích thích nó làm production à, tức là trên production set cái node này là bằng rồi. Để chạy hai thằng này thì một là bạn gõ npm star hoặc là npm run star, hai là npm run dev. Ở tôi chạy đầu tiên là npm star thì nó chạy cái thằng, nó nói thằng cái thằng node bên là mình chạy cái thằng server đó, nó in ra cái từ. Tức là mỗi lần mà tôi thay đổi hello world một tôi sell lại, tôi thấy cái này chưa sell tôi sell lại cái nó chạy ra hello world đây là cái đó. Vậy là muốn dừng cái server của mình, muốn còn dừng xe lại và ấn y nó sẽ dừng à. Cách thứ hai là tôi chạy npm run dev à, npm run dev thì nó cũng giống như hai thằng này nhưng mà run dev nó cũng chạy như vậy. Đấy, nó không chạy nữa. Rồi, tôi tắt đi à. Rồi, đó là cái server. Vậy thì cái mình đầu tiên là mình dùng chắc chắn là nó phải có một cái thằng express để mình làm cái server. Nhưng mà đầu tiên thì mình phải ép cái biến môi trường nó vô và sử dụng cái .env này cái biến. Thì có hai cách, một là chọn constant .env .env bằng rewind .env và mình gọi .env config đó. Vậy thì đại là config thì mình bắt buộc phải gọi như vậy thì nó mới nhận được cái. Nhưng mà mình làm như vậy nó hơi mất công à, hơi mất công chứ. Mình chạy thẳng này luôn. Đấy. Như này luôn. Đó, rồi. Chỉ cần khai báo như vậy thì mình sẽ chạy vô chạy tất cả các app của mình biến môi trường luôn. Thì mình sẽ có một cái thằng debug. Đúng không? Sẽ có một cái thằng để mình chạy cho nó lock ra cái thằng control ở dưới đây. Nhưng mà từ từ đã. Tôi sẽ debug sau. À. Rồi, ok, bây giờ mình constant okay, express sau mình require express à, cái thực hiện express à, đấy rồi. Rồi tiếp đến thì mình có một cái app à, là bằng express. Rồi tiếp bây giờ mình có một con server à, con server constant một cái server sẽ bằng app listen. Tức là nó nói rằng app này nó listen trên, đầu tiên là nó có cái tham số nó nói hướng dẫn nè, cái port và một cái callback function. Bây giờ mình nói cái port là chính là trong cái port BNC của mình và một cái callback function à, callback function thì mình nói là mình ghi ra cái ngay dưới chỗ này nè, console log là a server e running on port cộng cho cái port đó, cộng cái biến port này. Cái này function này nó bị lỗi, mình có thể đang có thể arrow function được. Rồi bây giờ làm sao mà cái port bây giờ mình sao sẽ port mình để cái port này đi, vì cái nhiều khi là nó trùng với cái này nó không báo lỗi, mà người cài thêm ESLint thì nó hết lỗi nha. Rồi cái bọc này á, bọc ở trên đây bọc à, sơ bằng normalizer normalizer bọc không, mình lấy là sơ bằng này normalizer, tức là mình lấy trong cái biến môi trường của mình cái bọc thì mình phải có một cái từ trừ
Từ khóa ban đầu là project.env.org, hoặc là mình cho nó 3.000. Đó, ok, vậy là mình có cái bọt này đó. Rồi bây giờ tôi chạy ha. Rồi vậy tôi sẽ chạy cái thằng này lên. À, nhưng mà trước khi chạy thì tôi sẽ phải có thêm một cái thằng Socket.io ha. Khi mình chạy cái server này lên. Ờ, constant cái IO sẽ bằng rewind Socket.io. Đó. Nó sẽ có một cái function là mình truyền vào cái server thêm một cái configuration của mình. Thì configuration nó có một cái thằng tên là core, đúng không? À, core thì nghĩa là nó không cho phép bạn gọi bất cứ cái request nào lên nếu như cái domain của bạn chính xác trong cái thằng này. Đấy. Nghĩa là bạn đang ở domain A, bạn không thể gọi lên đây được nếu như mà tôi không cho phép bạn origin nữa. Thì chúng ta để là sao, nghĩa là ok tôi cho tất cả. Đấy. Đấy. Tiếp cái core xong rồi tôi có một cái thằng biến là maximum, có biến là max http. À, tức là nó cho phép gửi những cái size, cái file qua cái socket này, cái dung lượng bao nhiêu, tôi để là 1.9 tới 1.000, cho phép gửi qua 1.000, tôi sẽ gửi. Thì cái thằng này sẽ khi mà nó connect, tức là ở cái client mình gọi nó lên, connect có một cái biến là io.on connect on. On là cái hàm function on mà mình nói connection. Đấy. Và nó trả về một cái callback function. Đấy. Nó cho mình một cái biến socket. Và cái arrow function này mình sẽ console.log ra cái socket này. Tức là khi mà cái thằng client là mình kết nối lên ấy, thì nó sẽ tạo ra cho mình một biến. Rồi tôi chạy không? Cái tất cả nó xong rồi tôi chạy không? Rồi clear đi, chạy lại npm run dev ha. Nó chạy nó đảm bảo server đó, nó nói là server on running 3.000. Đó là cái server running. À rồi rồi bây giờ ta sẽ đi làm sao để chúng ta biết nó chạy cộng 3.000, làm sao để truy cập cái server. Cái đó cũng là mình mở cái cổng đó này, cho nó truy cập vào cái cổng. Ok, thì mình có một cái biến app.get. Get là một cái phương thức đã học chuẩn RESTful API các bạn chứ. Get phương thức. À, ok này. Rồi, cái get này, cái suyệt có nghĩa là bây giờ bạn đang ở, ví dụ tôi đang ở vậy, cái domain của bạn là http 2.localhost. À, tôi đang ở kết cổng 3.000. À, bạn xuyệt một phát như vậy, nghĩa là ok bạn gõ vô vậy thì nó chạy ra, nó lấy ra. À, thì nó sẽ có một cái callback function truyền vào ba biến, hai biến nhưng mà thật ra là ba biến, có thêm một cái biến net nữa. Và request, tức là nó nhận ra một biến là request từ client lên. Thứ hai là nó nhận nó có thêm một biến là response là trả về cho client. Rồi ok tôi nói rằng đây khi mà mày request lên, tôi sẽ cần cho log cái request của mình ra. Đó, nó là cái gì, là bây giờ coi cái biến nó có biến gì. Rồi và tôi sẽ response về, bạn bắt buộc phải có một cái response về. Thì nó có gọi là status, tôi nói là status là thành công hay là không, thì tôi trả về là 200 thành công. Và tôi respond về cái kiểu JSON là một cái chuỗi string này, là hello world. À, rồi xong.
À, ok rồi. Bây giờ tôi mở ra cái này. Tôi gõ vào lô của nó ra nè. À, nó chạy rồi. Đấy, nó chạy. Nên là với điều kiện là mình cho phép nó gọi. Đấy, cho phép nó gọi còn không thôi là không gọi. Thì nó có cái respawn ở đây. Rồi có biến à, nó có biến sóc. Respawn à. Chấm page URL original. Page URL original. Ok. Cần số lock. Nó có cái dòng cần số lock. Server. Cái URL là rồi raw header mấy cái này mà coi được cái comment và cái setup rồi bây giờ làm sao rồi kết nối ra tôi bật ở trong này tôi tên NetDB đi làm sao JS làm sao rồi đây là bài của mình. Đấy, bây giờ làm sao kết nối? Thì đầu tiên mình có một constant, một cái biến mongo là bằng require, tại vì máy mình đang sử dụng cái biến mongo. À, constant một cái biến redis, tức là mình đã sử dụng redis bằng require của redis. À, giờ làm sao? Thì cái thằng công mongo này nó có mongo. À, nó có một cái hàm nó tên là connect. À, nó kêu yêu cầu là một cái URL. À, cái URL và có thêm mấy cái option. À, của cái URL là mình giả sử tôi cho là URL gì đó không biết, nhưng mà nó có thêm một cái option nữa. À, một cái config của nó, thì cái config nhiều cái option nó là use new URL new thôi đây giờ thích sao hả đấy. Cái này cũng không, tôi cũng không hiểu nữa, nhưng mà cái connect timeout cho là 1 giây thì mình để cao cao lên, nghĩa là sau 3 giây nó sẽ báo đấy. Đây là một cái hàm promise lên mà phải trả về nó là cái đen à, đen một cái callback function nữa. Nếu như mà thành công thì mình nói rằng ê, mình nói là connect db đã connect, còn nếu mà error thì mình sẽ catch nó ra một cái, nó trả về cho mình một biến error thì mình sẽ cần slot ra error rồi ra. Đó. Rồi tiếp cái redis thì mình sẽ có cho nó một cái biến là let redis client. Đấy, tức là bằng để đây. Đúng không? Để đây trước. Mình có một cái biến connect credit. À, connect, à, connect sẽ là bằng một cái arrow function, nhưng mà nó là một cái asynchronous. Đấy. Ở trên đây mình sẽ bắt đầu mình sẽ redis, tại sao mình phải khai báo một biến global ở đây. Đấy. Rồi, vậy redis client sẽ là bằng redis chấm, nó có hàm là create đó, nó có cái hàm create custom hay create client. Đó. Trong đây nó trả cho mình một cái config, đầu tiên là cái socket là một cái config đúng không, thì đầu tiên nó có socket này, nó nói rằng cái host của nó là bao nhiêu. Host là mình lấy theo cái local host của mình đang rep, nhưng mà khi mình lên production thì nó là khác đúng không. Vậy thì mình qua bên đây mình đưa nó vào cái biến này. Đấy, mình có một cái biến là redis host bằng 127.0.1, tức là cái domain của hiện tại của cái máy tính mình đó. À, và redis port, port của nó thường của cái port của redis đó là nó 6371 gì đó, tôi không nhớ đó, nhưng mà 6379 port của redis.
À, nhớ vậy hai cái này. Rồi tí mình sẽ build Docker sau ha. Cái này thật ra là chỉ lấy cái connection string thôi, chứ không có lấy cái gì hết. Nó chỉ là lấy một cái connection string nên mọi người không cần phải quá lo lắng. Rồi, bây giờ cái thằng này hot thì nó sẽ là process .env đúng chấm cái tên của người đó. Tiếp là port. Đó, mình cho xuống dòng này, mình ghi chữ port. Nó nói mình chữ port. Hoặc là mình để một cái thằng URL này, cái connection string khác cũng được, nhưng ở đây tôi sẽ để này. Tí nữa tôi sẽ mở nó lên mình coi. Đó, cái redirect này nó tạo ra được rồi. Bây giờ mình nói rằng trong cái hàm này là mình phải có connect đó, chấm connect. Đó, nó có một cái hàm là connect. Đó, có hàm có function connect. Đó, function connect này là một cái promise mà mình phải đặt lên đầu tiên một cái connect. À, nó có nếu mà thành công, còn nếu mà thất bại cứ nhớ là promise là nếu mà thất bại thì error, rồi mình sẽ cần console error ra, error ra. À, nếu mà thành công thì mình nói cho nó là ok, tôi sẽ nói là ok connect connected to redis. Đấy, đã connect với redis. Đấy, ok ha. Rồi mình ba cái, nhưng mà cái function này mình phải gọi nó lên. Đấy, vì nó là một cái action function, mình phải có lắp nó lên, mình phải gọi riêng nó ra. Đó, mình có một cái hàm action function. Đó, function là redis connect. Đấy, gọi riêng nó ra thì mình sẽ await của cái hàm connect ra. Đấy, mình phải gọi riêng nó ra như vậy, nó bắt buộc phải gọi riêng ra như vậy. Đó, thay vì bạn có thể await thẳng này cũng được, nhưng mà bạn gọi riêng nó ra như vậy. Rồi tiếp tục, ở trên đây mình lại không có thằng Mongo. Đó, mình tạo ra một cái thằng URL, cái URL của Mongo, URL mình gọi là URL của Mongo, Mongo bằng. Thì URL của Mongo thì thường nó sẽ là như sau: Mongo, Mongo à, DB hai chấm. Thì cái MongoDB này là cái tên mà nếu mà mình đang ở dưới localhost thì nó có gợi nhớ cho mình localhost, nhưng mà localhost của mình đang là cái port của mình đó. Là không là cái này nè. Nếu mà cái localhost đang là cái này, tí nữa mình sẽ build lên Docker tôi sẽ thay đổi cho bạn thấy đó. Thì cái cổng của nó thường Mongo, cái cổng của nó là 27017. Đấy, và cái tên của cái thằng database của bạn. À, bây giờ tôi nói là đến database là bin developer. Tí nữa tôi lấy cái database bin developer. Rồi, vậy thì tôi có cái thằng này rồi. Bây giờ tôi sẽ kết nối nó vào đây, đúng không? Đấy. Process .env chấm bạn nó cho đây. Đấy, rồi xong rồi. Nhưng mà tuy nhiên bạn gọi vậy chưa xong là bạn phải export nó ra. À, export nó ra thì là export để cho cái máy khác nó có thể truy cập được vào. Module chấm export à, bằng một cái arrow function này. Đầu tiên là mình gọi luôn cái thằng Mongo Connect. Cái function không, cái này hôm nay để function đó, mình cứ dưới cái function này Mongo connection. Mình sẽ bắt nó vào đây. Đấy, Mongo connection. Đấy, rồi tiếp và thêm một cái biến nữa là redirect connect. Redirect connect
Đấy, ví con đấy. Đấy, rồi. Lại hả? Con clear rồi. Tắt server đi. Tại vì mình thay đổi cái biến env là các bạn tắt server đi ha. Rồi. Bây giờ làm sao để mình nhận hai thằng này? Rồi. Nếu mà cứ bất cứ nào có lỗi thì mình nó sẽ hiện ra đây nha. Đó. Bây giờ công xăng sẽ in vào là bài thì trong ES6 thì nó có thể cho bạn có cái thằng này từ đây vì cái collect này. Đấy. Rồi sau bạn nhìn qua của bây giờ bạn muốn chọn nó đang cung cấp với server đúng không? Rồi. Bạn mở ra là bạn chấm xuyệt nó có gợi ý vậy đấy. Rồi giờ bạn phải gọi nó ra khi mà tạo biến app xong. Và trước khi tạo biến app là mình làm, trước khi mình tạo cái biến app là mình connect trước đi. Rồi. Trước khi mình tạo biến app là mình connect trước để mình dùng hết thì mình cứ gọi hai hàm đấy, thì tôi chạy lên là nó báo lỗi thì mình cứ việc báo lỗi mình cứ cứ cứ, 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 cứ bắt lỗi nó thôi. Thế mình sẽ xử lý. Rồi, clear rồi. Rồi, tôi chạy em gần đấy. Nó báo lỗi thì lỗi thôi. Nó chạy là server listen on board, sau đó nó chờ 3 giây để nó coi cái thằng này nó hoặc là nó báo lỗi ở đây thôi. Mình sẽ bắt đấy, nó chờ 3 giây hoặc là nó lâu hơn đấy. Nó là connect rồi nhưng mà các bạn nó sẽ chưa có connect. Đấy, ban đầu các bạn nó sẽ bị lỗi. Đấy, bây giờ để cho nó connect được thì bạn làm như thế nào? Đó. Chắc chắn rằng bạn phải cài cái thằng Mongu và cài Mongu combat. Đó, combat cho nó tức là nó thao tác trên desktop. Đó. Rồi, ok, bây giờ nó sẽ bị lỗi một trong hai thằng Mongu hoặc là cả hai Mongu và Redis. Giờ để khắc phục lỗi của Mongu làm sao? Mongu hả? Bây giờ tôi sẽ mở Mongu combat lên. Đấy. Vậy là Mongu này á, 127 này á, beam bí ập bơ không? Nó ra như thế này. Ban đầu bạn chưa có connection đâu, thao tác đúng không? Có một cái new connection, còn tôi kết nối vào cái logout này. Nhưng mà bạn chưa có tạo ra được một cái database nào đó. Nó kết nối được rồi nhưng mà chưa có tạo ra database. Bấm vào cái chữ tên là database. Cái tên là mình đúng cái tên của mình luôn đó. Beam developer đúng không? Đó, beam developer. Và nó phải tạo ra một cái mặc định. Nó test thôi. Create database. Beam developer. Thế mình sẽ truy cập vào beam. À, ok, vậy là khi mà các bạn làm như vậy có ra một cái cho các bạn connect rồi đó. Đó, tại vì lúc này lúc mà tôi đang làm quản lý deep thì deep làm sao mà kết nối khi mà ở du lưu bạn đấy nó du lưu lên du tu lại Linux lên bạn không có phải sợ. Ok, muốn kết nối Redis thì mình gõ chữ sudo service Redis server lên trên mạng hướng dẫn coi nó hướng dẫn nha. Start yêu cầu password thì cái lúc default password bạn cứ cứ cài đặt thôi. Đó. Rồi ok, nó báo như vậy là bắt đầu rồi kết nối. Vậy sau đó bạn kết nối xong bạn tắt cái thằng này đi chạy lại thì nó sẽ ra à, Mongu này kết nối đúng không? Rồi với cái Redis này tôi sẽ cần console này ra cho các bạn coi ha, để biết rằng nó thành công ha. Cái nhìn này. Nó là cái gì đó? Undefined, tức là nó không trả ra cái gì đó. Tức là không trả ra cái gì đó, nhưng mà mình chỉ biết là bắt là kết nối thế này. Rồi
coi nó là data coi cái thằng Mongo này nó trả ra cho mình cái gì nữa. Đấy, nguyên cục các query mình làm function, nhưng mà nó có thể nó lấy được cái Mongo. Rồi, ok xong. Đấy, như vậy là các bạn rồi bây giờ để làm sao mà cái hàm này tránh mình cái thằng nào nó kết nối nó app hay là web, tức là mình bốn cái này mình kết nối cái này là để được. Và bây giờ tôi xong tôi rồi, bây giờ làm sao mà lên production. Rồi tôi tắt nó đi. Đấy, ok. Rồi, để đảm bảo các bạn phải cài Docker và Docker Compose, Docker Desktop. Các bạn không có cái Docker Desktop nó rất khó là thao tác, nên tôi khuyên các bạn cài Docker Desktop. Cái giao diện ở đây này tôi đang chạy. Tắt nó đi. Ok. Tôi có nếu là không có nào chạy. À, tôi dùng là 60 cái mà gì đó. Cái này chẳng qua là cái giao diện để mình thao tác thôi, nhưng mà hoàn toàn mình thao tác là dòng control. À. Rồi, tiếp theo bạn phải cài cho tôi lên extension tên là cái extension này nó giúp cho cài cái đó con tàu được trên đó thì để chạy một cái thằng này mình file nó phải docker file viết hoàn docker file docker viết hoàn, khi mà bạn chữ docker vậy nó sẽ đấy, nó ra làm việc từ lần đầu rồi. Mình không sử dụng kỹ thuật multi state, mình không sử dụng kỹ thuật multi state bởi vì cái con backend này nó chạy nhiều đó, nên mình coi nó chạy liên tục vừa trong môi trường dép mà production. Có thể bạn tạo ra một cái trang môi trường Docker dép chấm dép đấy chấm sao sao phải không nó là file nó có nhận ra được đó. Ừ. Thì ở trong cái Docker file này thì mình nói rằng đây mày cài cho tao từ cái mà cái thằng node đây là node là không phải là node.js mà là cái tên của cái thằng node đó, nó không phải node gì thế thì mà mình nói node 18 mà cái phiên bản NPy à. Thì mình cứ hiểu lâm na nó là đây là cài node.js 18 vậy đi. Cái tên node này nó không phải là node.js 18, tên node này là biết rồi. Khi mà bạn chạy trên Linux thì nó có sẽ phân quyền cho bạn một folder, bạn quản lý cái folder nào. Thì cái node này nó tên là của cái thằng user nào, user nó tên là node này. Tiếp theo là nói là ê mình tạo cho tôi làm một cái thư mục làm việc, thì tôi nói rằng cái thư mục của tôi là app. Đó, tức là đây là cài đặt một cái thư mục app. Đó.
create và cả dia giống như vậy, create và add folder trong cái file Docker đó. Rồi tức là mình đang hoàn toàn như vậy là khi mà mình đang mới ban đầu dự án đó, bạn thấy là mình phải cài npm install đúng không? Hả? Kêu cái Docker, ê mày run cho tao là npm install ra, là bị intro chạy vào cái file application này, thấy tất cả các dependency hoặc là dev dependency. Ê, nếu mà môi trường dev thì nó sẽ cài hết, còn môi trường production thì nó nhỏ mà dùng đây nó cài hết, thì nó tạo ra y hệt như vậy luôn, nó không khác gì cái file hết, nhưng mà nó đẩy qua một môi trường khác. À, thì mình ghi chú ra là install not module, là intro. Rồi khi mà intro như vậy tức là nó tạo ra một cái file này ha. Rồi cái file source code mình nằm đây. Đấy, file source code này. Đúng không? File source code mình đây. Mình nói rằng ê mình copy hết tất cả vào đây cho tao. Đó. Nó nói rằng hai chấm như này. Ê, mày copy tất cả các source code này đây cho tao. Đấy, copy hết cái cú này vào đây cho tao. Vào trong cái thư mục app thì cái file Docker này nó đang nằm ở cung cấp với nó, thì mình bạn đi chấm và chấm. Thì hai thằng này nó đang cung cấp mà. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì mình tạo ra một cái user cho nó. Đó. Rồi, cái dòng này mình không biết nữa, nhưng mà nếu người ta chạy cái này để chạy gọi chạy trên tên user, tức là mặc định trong cái line node thì user của mình tạo ra tên user. Rồi cái comment của mình là có phải là mình nói rằng, nhưng mà trong cái này mình nói rằng npm run star đúng không? Rồi mình đang chạy đây nè, để cho nó chạy lên, nó nắp lên. Đó. Mình nói rằng cái comment cmd executable, đấy, nó gọi là npm run star đúng không? Run star mình gọi là run star đúng không? Star, đấy, run star hoặc là npm star được, hoặc là npm run dev gì cũng được. Mình chạy lại, đấy, comment. Rồi đó là mình build ra một cái file chạy trên Word. Rồi tiếp vậy, nhưng mà mình đâu có kết nối được đâu, kết nối được cái data bay lên như vậy, phải tạo ra một cái data đó. Rồi tại vì data bay thì mình đang dev ở cái local thì trong máy của mình nó có, nhưng mà trong cái cơ thì nó đâu có đâu, container của nó đúng không, mà mình phải tạo ra có hai cái database này, tạo ra riêng hai cái container riêng. Thì ở trên cái Docker này mọi người thấy là cơ này nó có hướng dẫn mình các file redis gì đó, không thì mình tự build. À, vậy thì để mình chạy hết cho một, khi mà mình muốn chạy bây giờ tôi quy trình của nó, quy trình set Docker nữa. Đấy thì tôi bước một, bạn phải build ra. Đó, build ra, build email. Đấy, đúng không? Đó. Thứ hai là bạn chạy run nó. Đấy, run. Đúng không? Run lên đằng kia nó có lỗi thì lỗi ha. Và trước tiên thì tôi không cần này. Thì không, tôi chưa có data bay mà. Run nó ra. Bạn nhìn nha. Cái lệnh mà để build ra một cái email là Docker build. Rồi, có một cái
cái config một cái biến cờ flag đầu ở chữ D, tức là nói nó là êm mày chạy ở dưới background cho tao build chữ D, và thêm một cái là không build chữ D, mình để luôn cho mình thấy, để cho mọi người đấy cái lock nó ra luôn, quy trình nó build như thế nào. Rồi cũng có thêm một cái biến config nữa là chữ T, cũng như là tag cái version mới, tên và cái version mới là cái tag à. Build chữ D bây giờ mình đang server not yet đúng không, server kẹt dưới not yet và có cái chữ T, nếu như bạn không để cái gì phía sau này á thì gọi T bây giờ hai chấm v một cắt ra về dấu chấm để ở v một rồi profile này, thì khi mà mình build như vậy á thì cái đằng Docker nè nó đang ở cái thư mục này để, nó thấy cái dòng này chạy vô cái thư mục này, nhìn thấy cái file nào tên là Docker file, nó không phải Docker file dev nha, nhìn thấy cái file nào nó Docker file đấy, nó sẽ build cái thằng này ra đấy, và cái chấm này á nó đại diện là bạn cách bắt buộc bạn phải có chấm này nha. Đó, bạn không có dấu chấm này nó bị lỗi, không có dấu chấm tức là nó build hết là v một, bây giờ tôi sẽ build đấy, nó build này, lúc nãy mà tôi để là trừ d là bạn sẽ không thấy. Đó, bắt đầu nó thực hiện tất cả các dòng comment đây. Là nãy là mình chạy trên cái máy hot, rồi bây giờ tôi chạy trên môi trường Docker. Error. Trừ cm exit code, nghĩa là bin npm bin store. Node 18 này hình như là cái npy, npy. Không phải nữa. S18 tạo. À. Thế rồi thêm một cái nữa là mình phải copy hai cái file này để vào trong đấy. Đấy, là mình phải copy hai file này trước. Đó. Và mình phải copy, copy hai cái file bắt kịp này để nó biết nhìn thấy được chứ. Mình không có làm sao mà nó install được. Ok, bây giờ là kêu là ok, từ cái con node này, ok mày cài vào Node.js cho tao. Rồi mày tạo ra một thư mục của tao. Tất nhiên mình kêu nó npm install. Giờ nó có cái gì đâu mà install, nó phải nhìn thấy cái file này nó mới install được chứ, đúng không? Thì mình nói rằng lấy tất cả các file bucket này mà cái đầu á, cái refit là bucket, kệ nó, cái sau này là gì kệ nó, chấm json đấy, mày copy vào cái thư mục hiện thời của mày cho ra là được, tại vì nó đâu có dòm thấy cái file này đâu mà nó bị cái động cơ sẽ báo lỗi thôi. À, mình chạy lại ha, build nó thực hiện đúng quy trình luôn đấy, đúng không, thực hiện là cài Node.js tạo ra thư mục, nó copy tất cả hai file đó rồi, cái bọn nó copy tất cả cái rồi là nó có chạy rồi. Nhưng mà ở cái dòng này comment thì à, cái nó hơi lồng xíu dùng comment, cái Docker là một cái môi trường giống như mình tạo ra một cái máy ảo mới luôn á, mình quăng hết nó lên trên nó, mình không có dev ở đây nữa, không có dev hoặc là production nữa, giống như là bạn nghĩ tưởng tượng là một cái máy ảo khi mà bạn tạo đẩy lên cloud thì cái đó nó giống như một cloud. Build hơi lâu, có khi mấy cái dự án mà nó build 20 phút luôn mà. Mấy tiếng cũng có nữa. Rồi, nó build xong rồi. Rồi mình nhìn nè. Thấy mày không? Tên của tôi là server nó. Tôi để cái tag là V1. Nó 700 lại mấy mà. Ghê không? Kinh khủng mà. Thế có thể là mình dùng kỹ thuật multi-state để mình giảm nó xuống. Rồi nhưng mà làm sao nó chạy. Đấy, bây giờ chạy cái server này ha. Rồi,
Docker chạy run. Đấy. Run. Run. Bây giờ là run mà không có command, tức là nó không có chạy cái dòng này ra. Đó, run mình mình nói nó là ê mày chạy mấy cái file đó nó mình dưới dưới background rồi vào. Đấy. Rồi nhưng mà mình đặt tên cho cái container của nó là trừ name. Đó. Name là mình test. Test một đi. Test gì cũng được. Đó. Rồi. Và mình phải mở cái cổng của nó. Cổng của nó là trừ b. Hai cái khúc này mới quan trọng mà. Bây giờ tôi nói rằng cái cổng 3000 là cái cổng của mình á, cái cổng của mình đang chạy. Và cái cổng của cái con Docker này, tức là đây là cái máy ảo đó, cái cổng của mình muốn nó chạy để nó hiển thị lên cái cổng của nó. Đó. Cái cổng đằng trước này là cổng của mình, cổng đằng sau là của con Docker. Đấy. Đúng chưa? Đấy. Mà mình nói vậy, run trừ d trừ name, tên của cái container name và cuối cùng là cái tên của cái thằng email này. Đấy. Email này là not a server not js v1. Đấy. Đúng không? Mình có tag. Còn nếu mà mình không bể mặc định thì lấy ra là lấy thì đấy, server gạch dưới not js v1. Đúng không? Đấy, nó chạy rồi. Nó chạy mà nó không báo lỗi nữa. Bây giờ làm sao mình biết nó chạy? Đấy. Một cách là mình mở cái browser mình coi nó chạy. Nếu mà ở đây mà nó báo lỗi gì thì lỗi rồi. Đấy. Rồi bạn nhìn được container. Thấy không? Đây nó báo xanh xanh vậy là nó chạy. Và đúng là nó đang lên cổng này. Khi mà tôi mở ra như vậy thì rõ ràng là nó phải chạy vô cái dòng này đúng không? Hello world đúng không? Đấy. Hello world. Mở ra đấy mới chạy này. Còn này tôi refresh lại nó cũng vẫn chạy. Vì nãy tôi mở rồi mà tôi vẫn refresh. Đấy ok không? Đấy bây giờ nó chạy rồi. Đó. Rồi bây giờ mình làm sao để stop nó? Thì thứ nhất là mình có thao tác là mình biết được là có bao nhiêu cái container đang chạy. Docker bs hiểu ra. À nó có cái container này đang chạy. Để tôi clear đi ha. Đó. À, nó thông báo rằng đây là cái container nó đang chạy. Bây giờ tôi sẽ chui vào cái container đó. Cái email tôi giải thích là cái container là một cái giống như một cái máy luôn rồi, nhưng mà cái email á là nó chỉ có setup cái biến môi trường để cho cái container nó chạy thôi. Đấy, tức là một cái config để cho nó chạy thôi. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà kiểu như vậy hồi nó như vậy. Bây giờ tôi sẽ chui vào trong cái thằng container đó. Tức là một con tàu đúng không? Thì nó có nhiều một con tàu nó có nhiều container. Bây giờ mình sẽ chui vào cái thằng container đó để mình xem trong cái đó nó có cái gì trong đó mà nó ghê gớm như vậy. Đúng không? Rồi bây giờ để làm sao mà chui vào container thì Docker đấy. Eject đấy. Trừ IT và cái container ID này. Thấy không? Container ID này. Dán vào đây. Đấy. Và SH. Nếu mà mình đang chạy trên Git Bash thì là Bash. Còn tôi đang chạy trên Windows Power Shell hoặc là gì đó mình SH. Đấy. Thì nó sẽ bay vào cái thư mục app mà mình tạo ra. Rồi bây giờ tôi sẽ coi cái hiển thị ra cái app này nó có cái gì. Đó, thì cái danh sách là ls và lh trừ lh. Rồi đấy nó coi nó copy đúng y chang luôn. Đấy nó module gì luôn. Đấy nó có copy đúng y chang luôn. Ok chưa? Rồi mình muốn thoát ra thì là cần cơm đen mình thoát ra. Đó, nó thoát ra lận nè. Nó phải chạy nha, thằng container nó phải chạy nha. Rồi bây giờ mình muốn pop nó. Đấy. Pop nó, một là mình bấm vào đây, hai là bấm vào Docker rm tên cái container đi remove, tức là mình stop hoặc là mình stop cái này, cái container đi này. Đấy là nó stop, là nó dừng nè. À, mình dừng hoặc là mình bấm vào cái này ta stop. Đấy rồi bây giờ mình muốn remove này nó đi. Docker rm remove nó đi, tức là mình đang chạy rồi.
đúng không? Vì mũi đây. Đó, thấy được, nó sẽ biến mất rồi. Đấy. Nhưng mà cái thằng email nó vẫn còn. Đấy, bây giờ mình để mình dọn dẹp sạch sẽ luôn. Đấy. Dọn dẹp sạch sẽ tất cả luôn. Đấy, thì mình sẽ làm sao? Đấy. Rồi mình coi là có bao nhiêu trong cái máy của mình, nó có bao nhiêu cái email. Rồi, ok, ok email nha. Là Docker email. Đấy. Hiện ra mình nhận xét đây, email repository tag level 1. Bây giờ mình muốn remove cái thằng email này đi. Remove luôn. Đó, thì là Docker email nhưng mà không có s nha. Lúc nãy là email là tất cả. Và chữ rm trừ af trừ trừ fork. Tức là mình ép nó fork. Docker email rm trừ trừ fork. Tức là mình không có đặt tên, phải có thêm một cái tên là name với name. Đó. Mình sẽ email cái này đi. Hoặc là email. Chữ phọt. Cái này đi. À, no set file. Cái này nè. Rồi, đó, nó đi lên. Tức là Docker email remove về cái email đi, sau đó trừ trừ fork. Fork là giống là ép buộc. Vậy thì ra đây mình không còn. Hoặc là mọi người có thể bấm vào cái nút này. Đấy, nhưng mà mình sẽ tại vì trên cloud mình đâu có xài được cái thằng giao diện đâu. Đó, mình là remove. Rồi bây giờ làm sao để cài database? Là mình phải chạy hết tất cả các database của mình. Đó, thì người ta ra một cái khái niệm nó tên là Docker Compose. Đấy. Rồi, trong cái thư mục của mình. Đầu tiên các bạn tạo cho tôi tên chấm Docker. Đấy. Thư mục, trong cái thư mục. Thư mục có tên là data. Trong cái thư mục là thư mục tên là DB. Trong cái thư mục data mình là read. Ok ha. À, mình tạo rồi bạn. Thì mình sẽ tạo ra. Cái này có tác dụng là gì? Khi mà mình có một container đây, container của database á, thì khi mà user á, đăng ký lưu vào đây. Đăng ký nó sẽ đổi đấy. Với điều kiện là nó mã hóa nha, mình không thể biết được, mình chỉ có thể dùng code mình truy cập được. Nó mã hóa hết rồi, mình không thể biết được. Thì nó sẽ lưu vào ở trên cái container đấy, nhưng mà nó không lưu vào đây. Vậy thì làm sao để mình mail nó? Mail có nghĩa là mình cho cái dữ liệu nó chuyển tiếp. Bây giờ khi mà mình đang set up cái set down cái con server đấy, cái trang web mà mình ngừng hoạt động ấy, nhưng mà mình vẫn bảo lưu được cái dữ liệu đó, mình chỉ cần copy cái dữ liệu này quăng lên trên kia thì nó nhìn vô đây, nó thấy cái dữ liệu cũ nó lấy. Rồi mình phải sao lưu trước. Đây là cái data lake này một mình chịu trách nhiệm thôi, là tất cả mọi tội lỗi đổ dồn vào mình hết. À, mình bảo mật đổ lỗi dồn mình hết. Thì trên mạng nó có nhiều một cái cloud nó cung cấp data lake riêng cho mình thì người ta sẽ chịu. Còn bây giờ mình tự chịu trách nhiệm cho mình, nghĩa là mình bị rò rỉ thông tin người dùng á. Trách nhiệm. À, mình tạo ra một cái DB. Rồi trong cái folder này, double node.js này đấy, tạo ra một cái file tên là docker .eml. Rồi thì trong cái compose này nó có cái gì? Đầu tiên là cái version. Đấy, nó có cái version mới nhất luôn, 3.9, nhường 3.8 nữa rồi. Tiếp theo là tất cả các service. Đấy, service mình chạy. À, service thì cái đầu tiên của mình á, cái tên service đầu tiên của mình đó, nó là cái tên của mình á, thì đầu tiên server node
Yes. Đấy, cái service đầu tiên tên là server node và một cái khoảng trắc ra. Đấy. Đấy, cách nhau bằng một cái tab và cái email để mình build ra thì mình tên là cái email là mình nói là server node.js luôn đi. Đấy. Nhưng mà mình nói thêm là lấy tiền hoặc là v mấy cũng được, v1 đi. Server node.js v1 đấy, cái tên cái email đó. Nó thêm một cái thông số là tti, mình khai báo là true. Đấy. Rồi mình có mao một cái biến môi trường nào vào hay không? Thôi mình không cần bị biến môi trường. Đấy. Mình có mao cái volume nào hay không? Bây giờ nếu như mà mình đang dev á thì khi mà mình mao vào á, mình bất cứ mình thay đổi trên đây này, cốt trên đây nó lập tức nó sẽ chuyển vào trong cái thằng Docker đấy, nó thay đổi và nó run lại luôn. Nhưng mà mình đang trên production, bây giờ mình build ra production đó, chứ là mình không có build. Tí tôi sẽ viết cho mọi người một cái Docker compose mà nó vô chuyên dùng cho build thôi đấy. Nhưng mà mình đang production trước thì cái biến môi trường á, environment à, nó có tiếp theo biến môi trường name và value. Thì mình có cái biến môi trường của mình là URL menu. Đấy, chính là bằng cái thằng đô la. Đấy, URL menu. Đấy, ok. Tiếp là cái report. Đó, report. Đó, đây report. Đấy. Thế là bằng cái report, tôi sẽ copy xuống. Đó, cho nó nhanh ha. Mình sẽ copy cả cái biến môi trường ở đây luôn. Đấy. Thì đi thoát. Đấy. Đấy. Và cái bọc. Đấy. Cái biến bọc này là cái biến bọc. Đấy. Rồi, tiếp theo. Mình có nói rằng cái bọc là bây giờ cái bọc của mình á, mình sẽ cho nó là lấy của cái bọc này. Cái biến bọc này. Tức là cái bọc máy mà tôi có nói là 3000 á, tức là chạy trên máy vào cái thằng Docker, cái bọc này, cái bọc và cái bọc đấy, 3000 á, cái bọc đó. Ờ, mình đang chạy cái bọc rồi. Thế là một cái biến là có restart không, có restart lại là như thế nào không, thì mình nói là có cái biến là unless, tức là trừ khi là mình dừng cái con này topic, tức là mình trừ khi mình dừng nó thì thôi, còn thôi là ví dụ nó lỗi rồi nó gì restart lại cho mình lên, mình cái con server mình bị chết mà mình restart lại à, là con server của mình nó không có bị đấy. Rồi bây giờ nghĩa là mình chạy cái con này lên rồi, nhưng mà mình phải có một cái thằng database trước đúng không? Vậy thì có một cái biến là depend on à, thì service name thì mình ở đây chính là release cái tên vào đây à, tí nữa. Rồi tiếp theo là mongo cái service name á, ở dưới đây mình sẽ khai báo à. Rồi bây giờ dưới đây mình sẽ khai báo, đầu tiên là mình khai báo cái con mongo, cái service này đây là mongo. Rồi tab vô cái email á, là mình lấy cái email của mongo à. Mongo mà cái email mongo này có nghĩa là trên mạng á người ta đã build vào, người ta đã public sẵn cho mình rồi. Đó. Và mình lấy cái phiên bản cuối cùng. Đấy. Rồi bây giờ tới bước này nè, bước này là mình sẽ chuyển cái data này vào trong đây. Đấy. Đúng không, chuyển cái data này vào trong đây. Đó. Thì muốn chuyển nó thì người ta gọi là từ là volume à, volume như thế nào, từ cái file của mình, từ cái thư mục chấm docker mình đang ở docker compose này, mới đang cung cấp cái này chấm docker, nếu mình không cần gì hết đúng không, chấm docker mà mình chui vào cái thư mục data. Đấy, chui vào cái thư mục data đúng không, rồi đúng không, rồi cái mongo này á nằm trong db à, db. Đó, rồi. Và mình nó sẽ mail vào, tại vì cái email mongo này nó quy định là những cái
những cái dữ liệu á mình sẽ đưa vào trong cái data và chấm DB, bắt buộc như vậy để mình coi hai này nó giống nhau. Tại sao tôi đặt là data và DB là vì giống nhau, đó là thằng MongoDB đấy. Tiếp tục mình nói là ê mày có restart không, mày in let stop, tức là trừ khi mình stop thì mình restart. Rồi tương tự như redirect, redirect thì đầu tiên thì mình cứ email, email là mình cứ lấy luôn redirect mà lấy tuyệt luôn đấy, đúng không? Rồi tiếp tục volume, volume mình mail nó vào đó, bằng cách ra là cũng là Docker data. Nhưng mà bây giờ nhìn nè, data lúc nãy mình chạy là thằng redirect đúng không? Đúng không? Thì tôi một mình đang redirect à. Đấy. Và cuối cùng này nói là restart cũng tương tự như vậy là unless stop. Rồi, tiếp. Rồi mình khai báo vậy chưa đủ. Vậy thì mình có một cái volume tổng thể ở đây. Đấy. Thì mình đặt tên cho nó một cái volume này là MongoDB data. Đấy, MongoDB data. Đúng không? À, MongoDB data. Rồi, khoảng cách vô mình nói là driver. Cái driver mình tên là local. Đó. Rồi, tiếp theo. Cái driver option. Nó có một cái biến gọi là option OPT yes. Đó. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ nói là cái type để là nâng cái gì hết đấy, cái o đấy, o mình để là by đấy, sao cái này nó bị có cái gì thay mình khoảng cách ra thì nó bị hết lỗi, cứ mỗi cái là mình lên khoảng cách ra nó bị hết lỗi, đồng thời nó bị lỗi. Rồi tiếp tục option nữa là device, cái thiết bị khoảng cách ra. Thiết bị này chính là chấm Docker xuyệt data và xuyệt DB đúng không? Đó. Đầu tiên là MongoDB data mà đúng không? Rồi thì tương tự cái thằng redirect data thì mình cũng làm xuống đấy. Đấy, redirect data đấy, rồi mình phân biệt nó ra, cái device này nó sẽ là redirect đúng không? Tương tự như vậy nâng nâng nâng. Rồi ok xong rồi đó. Bây giờ bây giờ mình thay đổi nè. Đấy, lúc nãy á mình nói rằng mình đang chạy trên hot, nhưng mà bây giờ cái con này này, cái domain của nó không phải là cái 127 cái IP này nữa, mà là cái thằng này. Đấy, là cái thằng này. Đấy, là cái tên của cái thằng MongoDB này, tại vì mình đang build nó ra một thằng một cái domain rồi. Nghĩa là bạn có thể build cái hàng database trên một cái domain khác. Sau đó bạn phải lấy cái domain và bạn chọn vào cái port này. Đấy, domain giống như là một cái máy tính, một cái VPS vậy thôi. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình đang trùng một máy, mình biết chắc được cái tên của nó là như vậy rồi. Rồi tiếp tục cái thằng redirect này nó không chạy ở đây nữa. Khi mà bạn chạy build hay đấy thì nó sẽ nhận build, thì mình làm ơn thay đổi lại. Đấy, bây giờ tôi sẽ chạy lên thì coi nó thông báo gì nhỉ. Đó, bây giờ bạn nhìn nè, đầu tiên quy trình bạn phải build cái email này trước, chính xác cái V1 này trước. Đấy. Sau đó bạn sẽ build đồng lần lượt tất cả, phải có cái email này trước nha. Bây giờ tôi sẽ build email. Docker build trừ t là tag, server phải chính xác nha. Nếu muốn kiểm tra không đó, thì mình cứ kiểm tra là docker.email là có bao nhiêu cái email rồi. Đấy. Server, nhưng mà đầu tiên là kiểm tra trước đây là xem mình đã build chưa đúng không? Docker email. Nó không có, mình chưa build được, mình build rồi. Docker build trừ t email là server node.js đó, và hai chấm là v1 khoảng cách ra và chấm. Để nó build hết khoảng mấy chục giây lúc nãy mình đó.
hơi lâu xíu nhưng mà các bạn hãy chỉ đứng chờ đợi. Cứ làm view xong không lỗi rồi, lỗi là nó báo liền rồi. Rồi bây giờ đang đứng ở đây. Rồi bây giờ tôi chạy nào. Rồi để chạy tất cả các cái này lên. Đấy. Thì mình có lại là lúc nãy mình đã cài Docker cầm vào đúng không? Chỉ cần version đúng không? Vậy là bạn đã biết chắc chắn là bạn đã cài được cái Docker cầm vào rồi đúng không? Rồi bây giờ làm sao để chạy được cái bài này? Thì Docker cầm vào. À, rồi cái thảm biến nhớ là để vậy thôi ha. Nếu như mà trong cái thư mục này bạn đang đứng ở server nó, nó chứa một cái file nó tên là docker-compose.yml thì nó mặc định lấy chính cái file đó luôn. Còn nếu không, bạn đặt ra một cái file khác tên abcd.yml thì bạn phải thêm cái trừ f và cái tên cái file đó thì nó mới chạy được cái file đó. Còn bây giờ mặc định thì nó đứng vậy rồi. Đó. Tí nữa tôi sẽ tạo ví dụ cho bạn nào. Rồi bây giờ nó có hai thao tác. Thứ nhất là up, up là mình chạy lên. À, bây giờ tôi sẽ up và nó sẽ hiện cái log ở đây, tức là học hiện cái quá trình chạy ở đây. À, up, đấy. Up, đấy thì lập tức nó chạy ở đây. Tại vì trong cái máy mình nó chưa có email này thì nó bị bull trên mạng internet về. Đấy, hai cái email này, Mongo và Reddit, đấy, nó bull, nó là nó lấy trên mạng internet về. Tại vì người ta đã build sẵn, người ta public sẵn ra cho mình rồi. Thì đây này, mình có thể tự custom lại cũng được. Cái thằng này nó nói cả Postgre nữa này. Rồi, nó chạy. Hả? Nó chạy ra. Thì bạn nhìn thấy cái gì không? Đang chạy lên. Đấy, server on listen on board 3000. Đấy. Ok. Này nó chạy. Đó. Nhưng mà tại vì lúc nãy căn bản là cái thằng server này mình đã tắt hai cái dòng này đi rồi. Nó đâu có báo là cái thằng này nó có kết nối không, nhưng mà biết là chạy thôi. Đúng không? Đó, rồi. Ok, đứng đây bây giờ tôi sẽ sửa lại. Đấy. Bây giờ để dừng nó, tôi sẽ cần lên xe. Đấy. Rồi, dừng và đào cái Docker compose xuống. Nãy mình up lên rồi đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ đào Docker compose đào. Thì nó mới dừng tất cả cái compose xuống. Bây giờ đó. Rồi, bạn quay vào đây, bạn nhìn không thấy cái container nó chạy. Đó, nhưng mà mình có cái volume này. À, cái này là V1 đấy. Nhưng mà bây giờ tôi thay đổi code. Tôi thay đổi code xíu. Đấy, tôi thay đổi code xíu. Rồi, tôi nói rằng bây giờ tôi sẽ build lại. Nhưng mà cái phiên bản mới nhất của tôi là V2. Đấy, tôi sẽ sửa đây V2. Bây giờ tôi sẽ build. Đúng không? Đấy là cái V1 đúng không? Tôi sẽ để là V2. Vâng, tại vì tôi sửa, mới sửa. Đấy. Cái transfer concept là những cái nào mà nó lặp đi lặp lại thì nó không cần phải copy nữa. Nên các bạn nhìn thấy nó vẻ nhanh hơn đúng không? Đấy, nhưng mà cái bước mà tạo ra cái user này, cái cấp quyền cho cái user này. Ý là bạn chạy lên là nó thấy thấy cái đoạn mà connection DB thì mình mới thành công. Đấy, còn bây giờ thì mới có listen này, tức là mình chưa kết nối được DB. À, cái dòng depend này nó nói rằng hai thằng này nó phải chạy trước, cái chạy tức là hai thằng này chạy đã rồi chạy rồi xong hả? Bây giờ tôi biết. Đấy, và khi mà thay đổi phiên bản bạn nhìn thấy không? Đấy, nó có V2, V1, đấy, 1.3G. 1.3G là bởi vì tôi copy vào cái thằng này, đúng không? 1.3G là tôi copy hai thằng đó vào luôn rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy lên, email này nó nặng quá. Tôi sẽ bắt đầu tôi copy.
đăng ký ra là tôi đưa nó ra ngoài, nhưng mà tôi sẽ chạy lên hả? Rồi lúc cơ cầm bầu đó, giờ nó chạy ra nhìn nha. Rồi ready to accept connect. Rồi server edit ok. Thằng kia tại vì mình khai báo cho nó phải chờ 3 giây sau mày mới kết nối cho tao. Hồi nãy mình nói mà, đúng không? Nói chờ, ê, chờ 3 giây sau mình mới kết nối cho tao. Đấy, nó nói này, nó lóc ra này. Vậy là ok, đã hoàn thành xong rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đào xuống. Đó. Stop đi, tức là lúc nãy mình có cái khai báo là unless stop rồi. Nhớ không? Ừ, nó stop lâu là bởi vì nó bị dính này kia. Rồi, stop, bây giờ quay trở lại cái stop. Nó có này, nguyên cái đống này nó đang cầm bầu, nguyên chạy, nguyên cục mà. Đấy, đúng không? Bây giờ mình sẽ đào nó đi. Đó. Cầm bông và đào nó xuống. Đào. Ừ. Rồi. Rồi. Trong cái debug này á, tôi có một cái file tên là git ignore, đúng không? Tôi sẽ ignore nguyên cái thằng này luôn. Chấm Docker luôn. Đấy. Rồi, vậy thì cái thằng git ignore nó có, vậy thì có cái git ignore. Chấm Docker. Ignore. Đấy, ok ignore. Bây giờ mình ignore cái gì? Phải là ignore cái thằng này đúng không? Đó, chấm Docker này tôi ignore đúng không? Rồi. Khoan nha, nhưng mà từ từ đó tôi chạy nha. À, tôi xóa cái file đi để tôi cho các bạn thấy nó có hay không ha. Rồi, ok. Bây giờ tôi chạy lên. Đó, nhưng mà tôi không cho quan sát đây nữa, tôi cho nó chạy ngầm là trừ d. Các bạn muốn biết là nó có lỗi hay không thì tí nữa tôi chỉ cho. Nó là nó không hiện ở đây. Rồi, nó không hiện ở đây, nó chạy đó, nhưng mà các bạn biết lỗi hay không, bạn mở lại. Bấm vào cái thằng này thì nó có lock, nó ở đây này. Đấy, nó lock ở đây này, thấy chưa? À, ok, nó lock ở đây. À, bạn bấm trở lại thì nó lock ở đây, nó kêu là ôi thành công. Rồi, bây giờ lúc nãy mình nói là có bao nhiêu cần cái nơi nó đang chạy đúng không? Rồi. Bây giờ tôi lấy lại nè. Đó, cái thằng container này nó đang chạy. Tôi sẽ nói thằng này container này. Đó, tôi sẽ chui vào cái thằng container đó. Đó, đúng không? Docker.ez trừ IT và mình bát cái này vô. Đó, trừ SH nó bay vào F, bị LS trừ LH ra. Đấy, thì nó có nguyên một cái đống này. Đó, cả cái DB ở trong đây đó, đúng không? Đấy, và nó copy bin như vậy. À, bây giờ tôi sẽ đào nó xuống, rồi tôi view lại để cho nó copy lại. Đấy, à, rồi tôi vào bên Docker cầm bao đào. Rồi, ok, bây giờ đào xuống, đào lên Docker chính các quyền. Chấm mất mình nó. Vậy chúng tôi cứ tương tự là tôi bỏ cái file git ignore luôn. Đủ cần làm gì? Bên đây là tức là mình có. Nhưng mà cái thằng nó không hiện ra đâu, tại vì đang hết chờ. Ờ. Tiếp theo là mình bỏ cái file Docker luôn. Đấy. File nào nữa? À. To do. Sudo chấm md hả? À, cái gì đó không? Rồi xong. Đấy, bây giờ tôi sẽ kêu hết. À, bây giờ làm sao để mình chạy một lần mà mình kêu hết tất cả này? Đấy, thì đầu tiên khi mà mình chạy lên á, tạo ra một để nó giao tiếp giữa tất cả các container này với nhau thì gọi là decode network. Đầu tiên là mình phải kêu cái network đi. Docker network. Hả? Vâm. Vâm. Chưa chưa. Phong. Đó, tức là nó delete cái network cái này.
Rồi tiếp theo nữa là mình kêu hết tất cả luôn đó, kêu tất cả các email và tất cả các volume luôn. Docker system run đầu tiên là trừ AF là kêu tất cả các email và các container nó đang chạy hay là không chạy gì đó, kêu hết đó. Rồi tiếp theo là trừ trừ volume volume đấy, nó chạy nó báo rồi nè. Vậy anh nhìn cái dung lượng đây nè, cái lên tới mấy ghi kêu á, còn mấy ghi đó, nó kêu hết rồi. Okay. Đó rồi thì cái trình tự là build cái máy này trước à, sau đó mình mới chạy hả. Rồi ok, bây giờ tôi lúc nãy tôi chạy là cái file mặc định, bây giờ bạn có thể tạo ra một cái file khác, tôi copy file này bát ra một cái file bát cửa, nó có tên là exam nha, mau rồi phải làm sao để chạy cái file này lên à, thì nó mặc định vậy. Ví dụ mình nói là Docker dev đi chẳng hạn, thì mình gọi là Docker, nãy tôi nói đâu ấy, Docker compose đúng không, trừ f đúng không, và cái tên cái file này exam.html đúng không, và mình up nó lên à. Có muốn chạy trong background không, trừ đi đó. Tại vì cái thằng này lúc nãy tôi nói là này nó chưa build à, đúng không, server này mình chưa build, mình phải build à. Rồi, làm lại cho mọi người Docker trừ t tên này và v2, nó mình đang là v2 đúng không, đúng cái tên này nha, chứ không phải là lấy cái v lấy tiền mặc định thì nó cũng lấy vậy thôi, bằng cách là chấm à, cái build này trước nha. Mất được mất 1 phút đó. Hình như nó có chứa cái file này. Mình ignore chưa kỹ. Ok, yêu rồi. Rồi, kiểm tra nó bao chưa? Thì có kiểm tra không? Bao nhiêu là Docker email có S nha. Rồi, danh sách ok, nó có build rồi. Rồi bây giờ mình sẽ Docker compose trừ F và trừ exam chấm email up và trừ đi. Bạn dùng Postgre thì sau tôi sẽ sử dụng đó, tức là tất cả nó đã ổn ha, tất cả này chạy mà nó không bị lỗi ha, và đầu tiên mình coi log nó ok, hôm nay không bị lỗi ha.
Cả thằng này thì người ta đã build, là dân mạng người ta đã, cộng đồng người ta đã làm rồi, nên nó có bị ấy rồi mình chạy ha. Ok, là bây giờ tôi sẽ đào xuống, biết đào hay không thì bạn chỉ cần nhìn coi này nó có đào không. Cơ đào 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 là mình khóa nó luôn, khóa cái thằng container luôn đấy, nó đào luôn rồi. Đấy, lúc nãy là mình chỉ stop nó thôi, còn đào là mình xóa luôn. Đấy, xóa nhưng mà cái thằng email nó vẫn còn đó, nó 700 mấy mê, 700 mấy mê là hơi bị keo á. Mình cần dùng kỹ thuật multi stack để nó nhỏ xíu, nhưng mà thường thì cái thằng này nó 7 mấy thì nó cũng đúng thôi, tại vì mấy cái bucket decision này nó keo á. Đó rồi, okay. Hai là tôi sẽ cái thằng này, số 3, bốn, số 5, 6, và chỉ mọi người setup. Sau đó tự dùng socket.io mình giao tiếp từ web lên backend, từ backend tới ba phần mềm này được hay không tôi cũng chưa thử nữa, tôi cứ chỉ đề ra ý kiến như vậy để coi có được không. Còn tất nhiên thì mình có thể mình đưa cái thằng file từ ở dưới Blender này lên trên trên server của chúng ta rồi là được rồi, nhưng mà mình coi cái real time được hay không. Rồi, ok. Bài sau thì tôi sẽ build cái son server Python này, và thôi mình bài sau tôi sẽ dùng Blender đi, tôi sẽ không ok ha, in git của mình gọi lấy ha. Rồi bye bye.